Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là đầu tuần, ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, ngày 1 tây tháng 11 năm 2021. Và ở Việt Nam bây giờ đã là ngày 2 tây tháng 11 năm 2021 thứ ba rồi. Thì hôm nay đó là đầu tuần và cũng là ngày đầu tiên của tháng 11 của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được bây giờ đã cũng đã khá chảy rồi bây giờ là khoảng chừng là 9 giờ tối giờ Cali cho nên thường làm video trễ ngày hôm nay thì video hôm nay sẽ ngắn hơn bình thường nhưng mà thường có nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn thì trước hết đó, ở cái mức giá là 61.136 thì các bạn thấy được là cái mức giá này so với lại ngày hôm qua lúc mà làm video đây thì cũng không có sự khác biệt gì nhiều các bạn thấy được là cái mức giá từ 60 đến 61 chúng ta đã nhìn quen trong dòng mấy ngày qua rồi và kết thúc tháng 10 đó đây là cái ngọn nến tháng và kết thúc tháng 10, dựa trên sàn của Coinbase, các bạn thấy được là tổng cộng là có sự tăng trưởng là 39,89%. Thì trở lại, các bạn cũng nên nhớ là cái sự chuẩn đoán của Plan B ra cái người mà nổi tiếng về cái mô hình Stock to Flow. Thì Plan B hồi tháng 6 đã chia sẻ là như thế nào? chia sẻ như bạn còn nên nhớ là Plan B nói hồi tháng 6 đó là tháng 8 chúng ta sẽ thấy được cái mức giá là 47.000 đô trong tháng 8 điều đó đã xảy ra tháng 9 thì Plan B nói là có thể thấy mức giá là ở mức là 43.000 đô điều đó đã xảy ra trong tháng 9 tháng 10 đó thì Plan B nói là sẽ thấy cái mức giá là 63.000 đô và kết thúc ngày hôm qua thì bạn có thể nhớ là chúng ta xoay quanh cái mức là giữa 61 và 62.000 đô vì nhiều người nói đó là không có đúng như là Plan B dự đoán là 63.000 chỉ là từ 61 tới 62 mà thôi. Nhưng mà cái mà Plan B nói đó là trong tháng 10 chúng ta có thể thấy được cái mức giá Bitcoin là 63.000 đô và điều đó đã xảy ra. Mức giá cao trong tháng 10 là 67.000 đô thì coi như là Plan B đã ra đúng là 3 tháng rồi chúng ta thấy được là tháng 11 thì Plymi nói là giá Bitcoin có thể lên tới là 98.000 đô và tháng 12 lên tới 135.000 đô thì có được hay không các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái thống kê này thuận đã update lại cho tháng 10 là chúng ta thấy được là ở bên trên này nên như bạn cũng đã quen thuộc với lại cái thống kê này rồi cái phần bên trên này đó tính là cái phần tháng từ tháng 1 tới tháng 12 ở bên tay trái các bạn thì được đây chính là năm từ năm 2003 tới năm 2021 thì mỗi khung này là đại diện cho cái tháng đó trong năm đó là lên hay là xuống thì các bạn đang thấy rõ đó là như chúng ta đã biết là tháng 10, tháng 11, tháng 12 là ba tháng mà có sự sự tăng trưởng nhiều ở trong thị trường này. Chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì chỉ có những năm như là năm 2000 19 những năm mà ở trong cái mùa đông crypto là chúng ta mới thấy là 18 19 là những năm mà có màu đỏ mà thôi, còn phần lớn đó tháng 10, tháng 11, tháng 12 là màu xanh, năm ngoái cũng vậy. Tháng 10 là tăng 27%, tháng 11 là tăng 42% và tháng 12 là tăng 46%. Thì năm nay đó các bạn thấy được là tháng 10 cuối cùng chúng ta đã tăng nhiều hơn là dự tính là tăng tới 39% thì chúng ta bây giờ hãy lấy cái mức mà kết thúc tháng 10 đi thì cứ tháng 10 đó nhiều người cho là cái mức này là khoảng chừng là 61.400 đi thì chúng ta bây giờ hãy lấy cái mức là 61.400 và chúng ta cứ nhân lên xem coi là khả năng mà Plan B đón đúng nếu như mà chúng ta đi như là năm ngoái là tháng 10 của năm 2020 đó là tăng 27% như là mà tháng 11 đó là tăng tới 42% và 12 là tăng tới 46% thì chúng ta hãy lấy cái mức đó là 61.400 đi cho đây là cái mức mà kết thúc của tháng 10 ngày hôm qua nhân cho 1.4295 các bạn thấy được là chúng ta có thể thấy là cái tháng 11 này đó sẽ lên tới 87.000 đô thì con số này thực sự là thấp hơn là cái con số được nói đến bởi Plan B. Plan B nói là tháng 11 chúng ta có thể thấy được cái mức giá tới 98.000 lần thì nếu như mà cái sự tăng trưởng như là năm ngoái đó thì chúng ta thấy cái mức giá là 87.000 mà thôi. Và nếu như cứ tiếp tục như thế là năm ngoái đó thì tháng 12 sẽ có sự tăng trưởng là 46% cho là vậy đi thì chúng ta tính là nhân cho 1.4692 thì các bạn sẽ thấy được là tính theo năm ngoái đó thì cái giá có thể lên tới mức là 128.953 đô thì cái mức là 128 000 này đã so với lại cái mức 135 thì vẫn thấp hơn. Nhưng mà thật ra nó là chỉ các bạn đó. Chỉ cần là như là năm ngoái thôi thường không cần phải y như là Flyme nói chỉ cần là giống như năm ngoái thôi là thường nghĩ là nhiều bạn đã vui rồi có thể thấy được cái mức là hơn 85 ngàn tháng 11 và hơn 120 ngàn tháng 12 thường nghĩ nên nhiều bạn cũng sẽ rất vui rồi và đương nhiên Bitcoin tăng thì các bạn cũng sẽ thấy được là chỉ cần là có cái sự ổn định thì sẽ kéo theo all tăng theo nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là một dự án có tên là Safe Trees hay là Trees. Đây là một nhà tài trợ trong video này và dự án đã được hỗ trợ bởi cộng đồng của Shiba Inu Coin trên Twitter ngay từ những ngày đầu tiên. Như là các bạn có thể thấy được là Shiba Inu Coin đã nhắc tới Trees trên các tweet gần đây. Và cái thông điệp đó mà dự án này muốn gửi tới các bạn đó chính là Token Trees đang là cái trend và đang có, có sức hấp dẫn khi mà nó được giới thiệu từ những cái phương tiện truyền thông, tin tức lớn như là Yahoo Finance. Sếp Trees là một trong những nhà cung cấp công nghệ với cái sản phẩm chính của họ là thu thập dữ liệu về cây. Và có một cái ứng dụng đó chính là cái ứng dụng Trees App. Tất cả những người sử dụng cái ứng dụng TreeSap đó sẽ được tạo ra các tác động có nghĩa khi mà thế giới giải quyết nhu cầu tái trồng rừng như là một cách để mà chống lại cái biến cố thay đổi khí hậu cũng như là giảm cái lượng carbon. Ứng dụng TreeSap đó cho phép mọi người dùng thu thập thông tin thật về một cái cây mới trồng hoặc là đã phát triển đầy đủ. Mỗi một cái cây ở trên TreeSap được giám sát là một cây được trồng thật sự ngoài đời với câu chuyện riêng của nó, hình ảnh và cái ID duy nhất cái vị trí địa lý và cái lượng carbon dioxide được hấp thụ bởi mỗi cây. Dữ liệu hình ảnh này đó sẽ được sử dụng để tạo ra trees NFT mô tả theo cái dạng là cái được số duy nhất và độc đáo của cái cây thật. Tuy nhiên là mỗi cái cây thì sẽ có một cái token NFT riêng và cái token Trees sẽ được sử dụng để mà giao dịch những cái NFT trees này hay là trees NFT điều này sẽ làm đảm bảo đó là cái token trees đang được sử dụng và làm tài sản giao dịch trong hệ sinh thái của septrees và đương nhiên cái việc định giá là sẽ tùy theo nguồn cung và nguồn cầu người sở hữu đó sẽ chiếm được cái phần thưởng khi mà lưu trữ cái token trees trong cái ví của bạn và để nó phát triển theo thời gian nếu như mà bạn giữ cái token trees càng lâu đó thì bạn có thể nhận được nhiều phần trưởng hơn và những điểm hấp dẫn của Trees mà những nhà đầu tư đó có thể lưu ý đó chính là vốn hoa thị trường thấp thứ nhì nữa là hơn 66% đã được đốt và tiếp tục đốt để tạo ra cái sang hiếm và tăng giá trị cho cây token Trees 2% tổng số giao dịch được phân phối cho chủ sở hữu của Trees Tây nhất trung tâm ứng dụng di động ở trên cái ứng dụng Trees App hợp tác với các đối tác đầu tư phi chính phủ liên kết với tổ chức từ thiện như là Binance và cái đó là bám sát lộ trình phát triển không ngừng xây dựng cộng đồng vững mạnh các bạn có thể là nhận được cái token Septrees Hay là token Trees ở trong PancakeSwap Hoặc là LBank Các bạn có thể là tham gia cùng cộng đồng Telegram Việt Nam Của cái dự án Septree này Bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Chúng ta nói tới Allcoin đó thì chúng ta nhìn vào tình hình ngày hôm nay thì có rất là nhiều đồng màu xanh tuy là chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng đó là xanh nhẹ đó chính là Bitcoin, Ethereum, Solana những đồng khác nhưng mà có một số đồng đó tăng trưởng mạnh hơn như là các bạn thấy được Polkadot, BNB vân vân khi mà chúng ta nhìn vào cái bảng danh sách thống kê này các bạn sẽ thấy được là Bitcoin hôm nay đó là dựa theo CoinGecko thì tăng 2,2%, Ethereum thì tăng hơn một chút thôi, tăng 3,5% nhưng mà nhiều bạn có để ý thấy được đó là cái À, số lượng Ethereum đó, nói tới giá cả đó thì cũng là khá vững chắc trên 4.000 đô nhiều ngày liên tục nói tới Ethereum đó thì các bạn thấy được là cái số lượng đồng Ether đó đã đốt rất là nhanh có thể nói được là cái thời gian mà đốt tới cái mức là thường nhớ là 2 tỷ đô la đó là tốn khoảng chừng là cái thời gian khá là dài nhưng mà chúng ta thấy được trong vòng 2 tuần thôi thì đã có thể đốt được 1 tỷ đô la chúng ta tính à, tới Ethereum thì chúng ta thấy được là từ lúc mà đồng Ethereum này đó có cái à, kích hoạt EIP 1559 đốt Ethereum mỗi lần mà giao dịch đó, thì chúng ta thấy được tổng cộng là 88 ngày thôi mà đã đốt là 725.903 Ethereum rồi và chúng ta thấy được cái mức này đó nếu như mà các bạn à, tính theo giá của Ether hiện bây giờ đó thì đốt tổng cộng là 3,1 tỷ đô la các bạn thấy được cái sự đốt cao như thế nào và chúng ta thấy được đó là cái phần trăm lạm phát của Tamiem đã giảm 60,8% rồi. Thực sự là đốt rất có kết quả. Các bạn thấy được là cái phần trăm lạm phát đã giảm 60%, có nghĩa là lạm phát hàng năm của Tamiem đó chỉ còn có 2% mà thôi trong khi trước đây các bạn nhớ là thống kê là khoảng 4% tại vì có cái chế độ đốt Tamiem thông qua EIP 1559 cho nên chúng ta mới thấy là cái phần trăm lạm phát của Ether bây giờ chỉ còn phân nửa mà thôi. 2%, nếu như mà chúng ta càng ngày càng có nhiều ether bị đốt đi theo những cái sự giao dịch ở trên mạng đó thì sẽ còn giảm xuống nữa. Chúng ta thấy được là gần đây nhất, đây là một điều mình không muốn chỉ ra cho các bạn. Chúng ta thấy là những cái ứng dụng mà đốt nhiều không nói tới là Uniswap phiên bản à, 2.0 hay là chúng ta thấy được là sử dụng Ethereum thì đương nhiên đốt rất nhiều Ethereum rồi. Các bạn thấy được là đồng USDT đồng tether ở trên mạng lưới của Ether cũng đốt rất là nhiều đồng Ethereum nhưng mà các bạn thấy được là có rất nhiều người đó thì lại không có thích uh, OpenSea tại vì nói là những cái phong trào bây giờ liên quan tới NFT đó những cái phong trào đó là những cái phong trào có thể nói là không có tốt cho thị trường này hay là cái gì đó các bạn có thể là không tin vào OpenSea nhưng mà các bạn thấy đó là OpenSea là một trong những cái ứng dụng bây giờ đứng hàng thứ tư về cái việc là đốt Ethereum. Các bạn thấy là đi xuống một chút nữa thì chúng ta thấy được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đứng thứ 10 đó là Shiba Inu à, trong vòng 24 giờ qua đã đốt 259,7 đồng Ethereum thì các bạn thấy được là trong cái top 10 này chúng ta đã có Shiba Inu à, chúng ta có OpenSea cho dù là các bạn không thích những cái đồng meme coin như là Shiba Inu hay là các bạn không thích những cái NFT nhưng mà sự thật nếu như mà các bạn yêu thích Ethereum đó, thì các bạn được là những cái dự án này cũng đã giúp đỡ đốt đi và làm giảm cái phần trăm lạm phát quy từ như thế nào rồi đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta nói tới cái điều uh, kế tiếp đi các bạn thấy được chúng ta có một đồng cũng tăng trưởng nhiều ngày hôm nay đó chính là đồng Polkadot đã tăng 17% trong vòng 24 giờ qua thì đồng Polkadot đó ngày lại càng tiến tới là sẽ có cái đợt đấu giá Pell Chain trong tháng 11 này và đã sắp sửa xảy ra rồi. Thôi nhớ là cái ngày thường nói trước đây là ngày 11 tây tháng 11 nghĩa là trong thời gian ngắn thôi sẽ có điều đó xảy ra. Và nếu mà nào mà không rành về poker đó, thì có thể lên trên trang web của Thuận Capital hay là lên trên YouTube đó để mà tìm kiếm những cái video thường nói về Polkadot. Thì hiểu đơn giản là chuyện sắp sửa xảy ra thì đó là một cái mạng lưới mà các bạn thấy được là có những cái blockchain ở bên ngoài có thể kết nối được với lại Polkadot và trên mạng lưới này đó họ sẽ cung cấp cái tính an toàn cũng như là quản trị thì những cái blockchain riêng lẻ đó muốn có được cái sự an toàn hay là có được cái tính quản trị của Polkadot thì cần phải kết nối vào nhưng mà cần phải kết nối vào đó thì các bạn cần phải thắng được cái buổi đấu giá pair chain hiểu đơn giản là như vậy thì điều này sắp sửa xảy ra dẫn đến là các bạn thấy là tình hình là Polkadot cũng đã tăng lên 17% tôi có nói rõ hơn trong những cái video trước đây liên quan tới Polkadot thì bạn có thể là tìm kiếm ở trên YouTube của Thuận Capital cái từ là Polkadot à, kế tiếp các bạn thấy được là những đồng lớn khác thì cũng không có sự thay đổi nhiều như là chúng ta nói tới Cardano Solana thì cũng coi như dậm chân tại chỗ nhưng mà chúng ta thấy à, là đồng BNB đó đã tăng 7,2% trong vòng 24 giờ qua, CPI Inu đó thì à, sau khi tăng trưởng mạnh, các bạn thấy là vẫn tiếp tục giữ được ở cái mức. Sư mới nói thường không biết là đọc như thế nào nhưng mà à, thường đọc đơn giản là 7013 đi cho các bạn dễ hiểu vẫn tiếp tục giữ cái mức đó. Chúng ta thấy được là Dogecoin thì cũng dầm tới cái chỗ tăng 1,7%. Một điều liên quan tới đồng Shiba Inu đó, điều mà Thùng muốn nói với các bạn đây, đó chính là có những cái thông tin chia sẻ là có một ai đó đó đã chụp lời tấm hình này, nói là đây là cái tấm hình mã nguồn thanh toán của công ty Tesla, công ty xe điện Tesla. Thì trong mã nguồn này đó, nói là đang à, có cái từ là Bitcoin và đồng Shiba. Thì Bitcoin cũng đơn giản thôi, tại vì trước đây đó, các bạn thấy được là công ty Tesla cũng đã từng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin trước đây cho nên tìm kiếm thấy được cái từ Bitcoin trong cái mã nguồn thanh toán của Tesla cũng không gì gọi là lạ. Nhưng mà người ta đang nói là bây giờ có thêm cái từ Shiba. Đây có phải là dấu hiệu là công ty Tesla sắp sửa chấp nhận thanh toán bằng đồng Shiba Inu hay không? Thì đương nhiên thường không biết và các bạn cần phải nên cẩn thận vì cái thông tin này tại vì thứ nhất nguồn gốc của cái hình chụp này từ đâu ra chúng ta cũng không có biết và điều này đó có phải là thật hay không chúng ta cũng không có biết tại sao các bạn nên hỏi là tại sao mà không ty Tesla lại chấp nhận thanh toán bằng đồng Shiba Inu trong khi mà các bạn thấy là nếu nói tới một cái nền tảng thanh toán đó thì chúng ta đã có nhiều nơi chấp nhận thanh toán bằng đồng Dogecoin thì Shiba Inu nếu như mà có thể hay không thì đương nhiên là điều gì cũng có thể xảy ra nhưng mà cái xác suất thường cảm thấy là không cao tại vì đó với là một công ty như là Tesla đó thì các bạn nên hiểu là cái khả năng mà họ chấp nhận thanh toán bằng Shiba là có cao hay là không thuận thì nghĩ là không có cao nhưng mà đương nhiên các bạn đều có thể là tự đưa ra kết luận cho bản thân mình thuận chỉ là không có rõ cái nguồn của cái hình chụp này mà thôi cho nên không dám là chắc chắn hay là không dám nói là đây là một điều có thể xảy ra thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn là chúng ta không rõ nguồn gốc của cái hình chụp này đó là những cái tài liệu liên quan đến những cái đồng lớn chúng ta thấy được là gần đây đó thì chúng ta cũng có cái phong trào Metaverse từ khi mà chúng ta thấy được cái sự đề cập đến Metaverse đến từ Facebook đó thì cái sự hứng thú đã cao như thế nào rồi thì ở trên con gecko các bạn có thể tìm thấy được những cái đồng thuộc cái hệ Metaverse như là thuần đã filter ở trên đây thuần sẽ để cái link này ở trên những cái mạng xã hội Chứ nhưng mà mà thích tìm hiểu những cái đồng liên quan tới Metaverse thì các bạn thấy được là dựa theo không đó thì cái đồng đứng đầu vốn hóa lớn nhất trong cái hệ Metaverse này là Axie Infinity. Thì như bạn sẽ nói là Axie Infinity là cái game, đây là một cái game NFT thì tại sao gọi là cái trend Metaverse thì các bạn cũng nên nhớ là trong Axie Infinity các bạn cũng có thể là mua à, những cái à, đồ trong cái thế giới đó cũng như là mua land đó, nghĩa là mua đất trong cái thế giới Axie Infinity thì chúng ta cũng có thể coi như đây có thể hiểu đơn giản cũng là một trong những cái đồng trong cái hệ Metaverse thì à, các bạn thấy được là đồng này đó thì không phải là đồng tăng trưởng nhiều nhất mà chúng ta thấy gần đây đó Decentraland Mana tăng trưởng 17% trong vòng 2-4 giờ qua và 7 ngày qua đã tăng 295% À, phần trăm chúng ta có là engine coin tăng 13 trong ngày hôm nay và sandbox cũng là một đồng trong cái hệ metaverse các bạn thấy được tăng trưởng 63 và 9 có rất nhiều bạn đã hỏi thường là làm sao để kiếm được triệu đồng ở trên cái hệ metaverse thường sẽ để cái link này ở trên những mạng xã hội và khi mà các bạn nhìn vào những đồng này đó nhiều người sao thường là mua ở đâu thì các bạn cũng có thể rất đơn giản tìm hiểu được là các bạn muốn mua đồng nào ở đâu đó thì các bạn lên trên CoinGecko hay là CoinMarketCap cũng giống nhau mà thôi các bạn bấm vào cái đồng các bạn muốn mua đi giống như các bạn muốn mua đồng Decentraland, đồng Mana này các bạn bấm vào thì các bạn có thể là bấm vào market thì sau đó bên dưới này các bạn sẽ đi được là đây là những cái nơi mà đang giao dịch đồng mana đi Chantella này thì các bạn thấy được đồng này nên là đồng khá là phổ biến có trên những sàn lớn như là sàn binance sàn coinbase sàn huobi vân vân sàn okx rất nhiều những sàn và ngay cả sàn binance us cũng có À, cái đồng mana này kraken cũng vậy cho nên các bạn có thể dễ dàng bấm vào bất cứ một cái uh, token nào ở trên congetgo sau đó các bạn đi vào bên dưới này đó bấm vào market sẽ thấy được là những cái uh, sang nào mà đang cho các bạn như dịch cái đồng này thì đây là cách đơn giản nhất để các bạn có thể tiếp cận được nếu các bạn có hứng thú còn uh, kế tiếp nữa nên thường muốn chia sẻ một số những thông tin hôm nay chúng sẽ không có nói về cái uh, thông tin liên quan đến onchain tại vì à uh, hôm nay làm video cũng khá chạy thường sẽ dành thêm thời gian để mà chia sẻ với các bạn trong cái video kế tiếp liên quan đến tài liệu on chain